Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để có thể up ROM EU cho các dòng máy của Xiaomi sản xuất từ năm 2021 trở về sau này nhé, mà không cần phải dùng đến TWRP, nghĩa là các bạn có thể up trực tiếp trên máy tính nhé. Việc làm này chỉ thực hiện được khi các bạn có máy tính nhé. Rồi, video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt đâu là cái ROM dành cho Mi Flash, đâu là cái ROM dành cho up qua Windows, đâu là ROM TWRP nhá. Tất nhiên là nhiều bạn sẽ biết rồi, nhưng mà bạn đã chưa biết thì có thể tham khảo cách này của mình để biết được đâu là cái ROM chính xác nhất cho con máy của mình để up, tránh hiện tượng sai ROM, rig máy nhá. Thì trên trình duyệt các bạn hãy vào cho mình đó là Mi Firm. Tại đây thì các bạn hãy gõ vào cái chỗ mifirm.net ấy. Rồi, tại cái phần tìm kiếm thì các bạn hãy gõ cái tên máy mà các bạn muốn cài ROM nhé. Trước thì tất nhiên các bạn muốn cài ROM thì các bạn phải unlock trước, phải unlock sau 7 ngày nhé thì các bạn mới có thể up ROM. Nhiều bạn thì có máy tính nhưng mà không biết cài TWRP thì các bạn có thể up theo cách này. Rồi, mình sẽ gõ tên là K40 con máy của mình được dùng, sau đó mình sẽ tìm ROM nhé. Rồi, ở đây nó có rất nhiều ROM nha các bạn nhé. Ở đây rất nhiều ROM, ROM China này, toàn là tất tật các loại ROM. Rồi, mình sẽ lưu ý cho các bạn. Thứ nhất là ROM China, thứ hai là ROM EU, là hai cái ROM này có thể cài qua TWRP nhé. Đây, các bạn để ý cho mình sẽ lấy một cái ví dụ đó là ROM EU cho con máy K40 của mình. Ở đây á, ROM EU nha các bạn nhé, thì nó có rất là nhiều ROM, nhưng mà có một số bản ROM là nó cho cài qua Windows, nghĩa là cài qua cái phần mềm trong Windows á, không cần phải dùng đến Mi Flash nhé. Nhưng mà không phải bản ROM nào nó cũng cho phép như thế nhé các bạn nhé, cũng tùy từng bản ROM đó, nó cũng hơi chua chát như thế. Còn riêng cái ROM develop này thì các bạn cũng y như thế, cũng một số bản ROM là up qua Mi Flash một số. Quên, Mi Flash thì không, ROM EU không có up qua Mi Flash nha các bạn nhé. Nhớ nhá, ROM EU không up qua Mi Flash, chỉ có up qua TWRP hoặc là up qua Windows. Nói nôm na lại là Windows đi, nghĩa là các bạn có thể up trực tiếp trên đó mà không qua Mi Flash nhá. Rồi, các bạn hãy kéo sang cái phần download này các bạn tìm nhá. Ví dụ như thế này, mình bấm vào một cái ROM bất kỳ, nó hiện lên chữ là fastboot.zip ở đây, thì nghĩa là ROM này các bạn up trực tiếp trên máy tính mà không thông qua Mi Flash nhé. Đấy, còn nếu mà các bạn bấm vào cái ROM này chẳng hạn, đây cái ROM giả sử như cái ROM EU như thế này, mình bấm vào một cái ROM bất kỳ ở đây, đó nó hiện lên là fastboot như thế này, nghĩa là cái ROM mà nó hiện chữ fastboot lên á là cái ROM không up qua Mi Flash mà cũng không up qua TWRP, mà cái này nó up trực tiếp trên máy tính nhá, qua Windows. Đây, những cái ROM ví dụ như là ROM Global chẳng hạn, mình sẽ vào một cái ROM bất kỳ. ROM này, các bạn xem cái tên ROM này, nó không có cái chữ chấm fastboot ở đằng sau, nó chỉ hiện tên ROM như thế này, nghĩa là cái ROM này up qua Mi Flash nhá. Các bạn nhớ nha, để biết được, phân biệt được đâu là cái ROM để up qua Mi Flash, đâu là cái ROM up qua TWRP và đâu là cái ROM để up qua Windows nhá. Các bạn nhớ nha. Đó, cái nào mà có chấm sau đằng sau cái tên ROM có chấm fastboot, chắc chắn cái đó phải up qua máy tính, không up qua TWRP, không up qua Mi Flash nha. Đây, ví dụ ROM EU này. ROM EU, mình bấm vào một cái ROM bất kỳ. Đây, các bạn thấy không? Phiên bản ROM EU, nhưng mà nó không có, nó đằng sau cái tên ROM này, các bạn thấy không? Đằng sau cái tên ROM này, Xiaomi.eu.multi.hmk40... Đấy, đấy, đấy. Ở đằng sau này, nó không có fastboot, nghĩa là cái ROM này chỉ up qua, nó chỉ được phép up bằng TWRP, các bạn up bằng phương pháp là up trực tiếp trên máy tính,
sẽ bị rick máy nha. Đó, các bạn nhớ nha, khi các bạn tải ROM ấy thì các bạn phải tải đúng ROM, bởi vì cái phiên bản ROM EU á bắt buộc, ngày xưa là bắt buộc phải cài qua TWRP, nhưng mà những cái máy mà sản xuất từ năm 2021 trở đi thì nó có thêm cái tính năng đó là úp qua TWRP hoặc là úp trực trực tiếp trên máy tính. Ví dụ như cái bản ROM này, cái bản ROM này là chắc chắn là phải úp qua TWRP. Còn nếu mà cái bản ROM này các bạn mà úp qua MIFLAT hoặc là úp theo kiểu Windows thì nó sẽ hỗ trợ nha các bạn nhé. Rồi, mình lan man đến đây thì cũng khá lâu rồi. Như vậy là mình đã giúp cho các bạn phân biệt được đâu là cái bản ROM phù hợp với TWRP, đâu là bản ROM qua MIFLAT và đâu là bản ROM phù hợp cho việc úp qua Windows nhé. Thực sự mình nói là Windows bởi vì nó trong cái phần cài đặt của nó có nói là Windows Windows Internal gì đấy chấm chấm chấm, mình không rõ, cho nên là mình nói là úp qua Windows. Nếu mà có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm nha. Rồi, chúc các bạn làm thành công trong quá trình làm. Nếu mà các bạn thấy không mặc chỗ nào thì các bạn có thể comment hỏi mình ở phía dưới phần bình luận của video. Mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong phạm vi mình hiểu biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé.